anh yêu em là như là thế nào? Là em in nhà trai lấy. Dã man, ghê gớm. Yêu nhau, cây hoa hạ cho nhau. Chào các bạn. Thầy đã đi đẹp trai không? Mấy hôm nay quẩy sông ở Nha Trang về Sài Gòn, ngay nào ngủ dậy vào buổi sáng và cứ gặp bao nhiêu là em rất xinh ở đây. Bây giờ là 8 giờ rưỡi, 9 giờ đi có hẹn em rồi, bôn em một lúc luôn. Ngay nào cũng thế, cải râu, tắm, sau đó dắt xe ra chơi, chơi suốt ngày, suốt cả đêm, chẳng có gì bạn đâu. Các bạn hãy đi thử Adi để xem một ngày chơi của Adi là như thế nào nhé. Adi, sao? Bảo mấy hôm đi qua lấy thư mà không lấy nè. Yamaha hả? Thư mời về việc sử dụng xe Yamaha Sirius LCFI trong chương trình bây giờ làm sao? Mr. Adi và Mr. May, chương trình bây giờ làm sao? Thay mặt nhãn hàng Yamaha xin gửi tới hai anh lời chào trân trọng nhất. Trong thời gian qua, rất cảm ơn hai anh nhìn chương trình bây giờ làm sao và cũng đồng hành với dòng xe Yamaha RCFI 2013. Nay, đại diện nhãn hàng cần gặp hai anh để trao đổi thương lượng về việc Yamaha có thể tiếp tục cung cấp xe và đồng hành cùng chuyến hành trình tiếp theo của hai anh trong phạm vi chương trình bây giờ làm sao hay không. Thời gian 9 giờ thứ 3 ngày 12 Yamaha. Dạ, chỉ cộng 20 phút thôi. Cầu 30 phút. Ba. 30 phút lên Yamaha Town. Và 180 chương Quốc Dung. À. Phu Nhuận. Đi 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 đi. Đi. Họ phải nói chuyện với mình về việc họ có cho mình dùng xe hay không. Mày đi 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 đi. Nếu mà mình không tới thì họ sẽ không cho mình sử dụng xe nữa. Cô bảo thế, 9 giờ hôm nay. Nhưng mà bên anh Liêm à. Cái anh Liêm, cái này là từ Yamaha luôn, chờ Adi và May. Mà cách đây mấy ngày luôn, mà Adi không để ý. Thôi đi 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 May. Đi nhanh. Thế là cái nào? Mình về là sao? Từ từ. Cất độ. Trương Quốc Dung là chỗ nào ta? Từ từ. Nói lại là sáng nay Adi với đạo diễn đi đâu? Thì Adi có hẹn em. À. Tức là sáng nay trong lúc tôi đang làm việc thì Adi đi chơi đó hả? Thì ra có hẹn đi gặp. Tức là đi chơi á hả? Sáng. À. Trong lúc tôi đang làm việc đúng không? Đi vòng vòng thế này lúc cầu thì đi đâu? Yamaha Town. 380 Trương Quốc Dung. Anh Trương Quốc Dung đi đường nào á? Trương Quốc Dung á. Dạ. Dạ. Tôi biết là Phú Nhuận. Bây giờ anh đi ở bên này bắt tàu đi về hết đường luôn. Hết đường luôn. Bắt đường là cầu kiệu. Rồi cảm ơn anh. Hiểu. Đi rẽ lại. Chúng ta phải quay ngược lại. Đi. Rẽ phải. Rẽ phải. Đi theo mai. If a bully ever tries to poke me in the eye,
I'll introduce him to my decomposing undead mommy and me. All the kids at school are gone. Anh và anh này đã nhận được cái thư như thế này này. Nên đi đâu với nó? Có người bỏ thư đó rồi đi chơi. Mày kệ, bây giờ chuẩn bị rất lịch sự. Chào anh. Thì em và bạn em nhận được cái thư này. Và là 9 giờ hôm nay nên gặp thì xin lỗi bởi vì 8 giờ em mới nhận được. Tôi là Trung. Các anh đến muộn 25 phút. Hôm nay là có một yêu cầu. Trong những thời gian vừa qua, hai anh đã nhận được xe Sirius FI của Yamaha để sử dụng. Và cái việc tôi mời các anh đến hôm nay thì để quyết định xem việc là các anh có được mượn chiếc xe Sirius trong thời gian tiếp theo để sử dụng hay không, hay là các anh sẽ đi bộ, hoặc là đi xe đỏ, hoặc là đi xe ngựa. Mời hai anh ngồi, chúng ta bắt đầu. Mày về xe cũ của mày và ai đi về không có xe gì cả nữa. Không sao. Không sao gì mà không sao. Là mày bây giờ có xe ai đi sao thì mày không kể. Đây là cái tài liệu về xe Sirius FI. Nội dung trong buổi ngày hôm nay tôi sẽ tóm tắt rất là đơn giản để cho các anh có thể hiểu được về chiếc xe này. Những cái kiến thức này thì tôi sẽ kiểm tra lại. Ai nắm được kiến thức tốt hơn thì sẽ đi xe. Đây chúng ta có thể nhìn thấy hình ảnh của xe Sirius FI đúng không ạ? Đó là một cái sự cải tiến nâng cấp của dòng xe Sirius hiện thời. Và năm 2013 thì chúng tôi quyết định làm một cái xe Sirius FI này. Chúng tôi lắp thêm bộ phận thu phun xăng điện tử cho xe. Tôi muốn rằng các anh tìm ra những cái điểm khác biệt về ngoại hình của cái xe Sirius 2013 với Sirius các cái năm trước. Các anh có 10 phút. Dòng này có mấy anh? Dạ cũng hết rồi anh à. Không trưng bày mẫu cũ thì làm sao biết được mẫu cũ mẫu mới khác nhau thế nào? Thì mày chỉ có mấy cái hình này thôi. Phải tìm hiểu bằng cách nhìn. Khác điểm gì trời? Alo, dạ nghe. Dạ. Dạ vâng, tại sáng nay em cũng bị gọi đi gấp quá nên em chưa kịp để lại gì hết. Xong chưa mai tin tuyên bố là hết giờ. Rồi bây giờ mày đang kẹt bên này khoảng không biết nó trưa chạy về đi. Mất tình chiều rồi. Chung đây. Okay, rồi. Đang làm việc kéo đi tự nhiên bây giờ bao nhiêu người gọi điện tới ai mày nhớ cho nào. Đi sao mày nghe máy bây giờ đang chơi. Nếu mình đi mình có báo trước cho mọi người thì ok. Đằng này mình không hề báo trước gì hết. Okay, nên mọi người không ai biết gì hết. Mình tắt máy thì bình tĩnh. Mình tắt máy thì bình tĩnh mày. Chúng ta đã nhớ được chưa? Ta có 10 phút tiếp theo liệt kê ra những điểm cải tiến, những cái điểm khác biệt xe Sirius phun xăng điện tử so với các cái thế hệ Sirius trước. Xin lỗi. Nghe điện thoại cũng được. Dạ, xin lỗi. Mất 10 phút đấy. Alo. Trời ơi, rồi để gọi điện cho đáng là để ta gọi điện cho đáng. Dạ, xin hỏi cho ai là anh Mai có người với cùng một người ạ? Ai lại kiếm mình lúc này? Đi đâu ạ? Xem để Mai nó không xem tài liệu nữa. Đâu? Ủa? Em ơi! Có ai tới bảo là gặp May không ạ? Dạ chưa có nè. Chị ngồi tay lạc nhớ nha. Tôi đã có kết quả rồi. Của May. Mày còn nêu ra 3 điểm mà tôi thấy là đúng. Ba điểm. Thứ nhất đó là cái đèn xi nhan. Thứ hai đó là cái bánh mâm và cái hệ thống phun xăng điện tử này thì được chấp nhận. Thế thấy còn ống khói cao thì sao? Thật ra ống khói cao hơn đời trước mà. Ở đây tôi trừ một điểm bởi vì là chúng ta không sử dụng đó là từ ống khói.
mà ở trong cái ngành kỹ thuật xe đó chúng ta sử dụng cái từ gì? Ông Nhi có biết không? Ông xã. Đúng rồi. Ai là người Việt Nam nhỉ? Đúng rồi. Này, ai đi học cơ khí mày học từ vi tính? Ông khỏi. Gọi đó lắm. Bây giờ chúng ta đi đến tờ của Adi. Cái đèn trước, đèn xi nhan trước, động cơ được thiết kế theo kiểu mới, đúng. Điểm thứ tư là phun xăng điện tử. Thứ năm là cốp xe rộng hơn. Sáu là đệm và chỗ ngồi tiện lợi hơn và rộng hơn. Thứ bảy là so với dòng xe 99, chỗ cầm tay ở phía sau bền hơn, tiện hơn. Adi được 7 điểm thôi. Tôi xin tuyên bố trong cái phần kiểm tra kiến thức nhanh thì Adi đang tạm dẫn 1-0. Và bây giờ tôi xin đến với cái thử thách tiếp theo. Chúng ta sẽ chụp ảnh với càng nhiều người bên chiếc xe Sirius FI càng tốt, tuổi từ 20 đến 30, 11 giờ kém 15. Và yêu cầu các anh sẽ quay lại đây vào 12 giờ kém 15. Chỉ đến cái xe của em rồi em chụp ảnh thôi, được không? Thì mấy anh là ra đây nhá. 1, 2, 3 chụp cảnh. Ok anh, đây là nhá, đây là cái xe Yamaha Sirius phun xăng điện tử, nó tiết kiệm xăng. Cảm ơn anh rất nhiều nhá. Không gì nữa. Mày dùng cái. Ông không cho. Như thế, anh có thể đứng bên cánh xe để em chụp được không? Anh năm nay bao nhiêu tuổi anh? 19 à? 19 không tin. Ấy thì cảm ơn anh. Năm nay bao nhiêu tuổi? 20. Anh có thể giúp em được không? Em có thể giúp anh được không? Năm nay bao nhiêu tuổi? 1, 2, 3 chụp nào. Muốn mì ăn. Hai ổ. Đại học, vô đại học công nghiệp 4, đào công nghiệp. Giờ ăn sáng chứ đã đói quá. Ôi, còn chút nữa rồi. Còn 20 phút nữa thôi. Đi rồi. Em ơi, tranh nhờ xíu. Em có thể giờ chụp chung với anh một tấm hình với chiếc xe này. Mà mời em ăn kẹo coi như là làm quen ăn trước đi. Rồi mình sẽ chờ làm việc. Đây, mời. Nhờ bạn chụp hình giùm mình tấm hình với. 20 phút nữa thì cứ từ từ đứng ở đây nhờ người ta. Người ta ở đâu? Anh có thể đứng bên cạnh xe để em chụp được không? Adi tự tin và Adi sẽ nghỉ trước 10 phút. 12 giờ kém 10. Thế bây giờ làm sao? Thì về. Mưa nữa chứ. Về nhanh không được mưa. Anh ơi, bây giờ là đúng là 12 giờ kém 15 đúng không? Đúng rồi. Nhớ nhá, mấy không không đến đúng giờ. Mấy giờ? 12 giờ 7 phút. Thì mắc mưa. Ê chị, Adi cũng phải chịu thôi mà, đành đúng giờ đúng không anh? Đúng rồi, Adi đúng giờ. Bé này chưa đến 20 đâu. Này, mày đã hỏi không? Không. Đấy. Nhưng mà chắc chắn Adi thì ai cũng nghi ngờ hết. Cho nên cái thói nghi ngờ đó nó ăn vào máu rồi. 15 tuổi mà cứ chụp 16, 15 cute. Thì ai chụp hình kiểu đó chẳng được. Giờ tôi đã có kết quả. Adi chụp được 14 người. Còn May thì chụp được 23 người. Cái luật chơi được thay đổi vào phút chót. Với một cô gái thì được tính là nhân 2. Cái ông này là ông có thói quen là ông mê gái rồi, cho nên là gặp gái là ông chụp thôi, gặp trai là ông bỏ, cho nên cái luật chơi này là phù là thiên vị ổng. Trong 14 người Adi chụp được là có 6 cô gái, còn trong 23 người mây chụp được thì có đến 10 cô gái cơ, nên là tỷ số đang là 33 và 20. Nhưng mà tôi xin phép trừ mây, bởi vì là mây về muộn 20 phút đúng không? Thì 20 điểm. Ê, không, ai lại không lẽ 1 phút thì chụp được một người. Ai chụp được 1 phút thì chụp được 1 người. Cứ mỗi 5 phút về muộn thì tôi sẽ trừ đi 2 điểm. 33 trừ 8 là 25. Còn Adi vẫn chỉ có 20 thôi. Vì vậy là cái phần thắng lần này thì lại nghiêng về mây.